Japan xin chào anh chị ạ. Video này kênh Tự Gia Phát xin mời anh chị cùng đến Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu để xem anh kỹ thuật viên của công ty con điện Tự Gia Phát đã giao con heo ở đây như thế nào anh chị ha. Thử đi chú. Thử nha. Dạ. Chú là 7. Rồi chú nhúng đi chú ơi. Chú nhúng đi chú. Nhúng nhúng thử coi đã. Nói vô là có số rồi đó. Dạ. Nó đã chốt rồi. Nó xuống. Chú nó về cả là lúc là chú cân vậy rồi. Rồi cái thứ hai là mình ví dụ âm lòng trong lòng của chú thì mình bỏ cái lòng lên trước. Ví dụ con là cái lòng đi, bỏ cái lòng lên trước. Rồi xong chú bấm cái nút ta re này con. Ví dụ con 692 chú bấm nút cuối cùng là ta re này nè. Rồi chú bấm nó về không bỏ cái lòng xuống là ở đây nó sẽ hiện dấu trừ, là sẽ trừ cái khối lượng của cái lòng nó ra. Và chú bỏ cái lòng con heo lên để chi tính khối lượng của con heo thôi, chỉ con heo thôi. Rồi khi chú muốn hết xài á, chú bấm ta re lại là nó về không lại. Rồi nó được như thôi chú. Còn đây là báo pin nha chú. Báo pin nó có 3 cục pin nè. Rồi khi mà nó còn một cục á, chú lấy cái dây đằng sau luôn. Chú chạy cục là sau đâu chạy chạy khoảng 4 tới 5 tiếng nó sẽ đạt. Rồi tắt thì chú cứ kè nó sẽ tắt hơn. Bấm không? Là kia là bằng những mắt như là xoay. Dạ, đây là những con ốc chị. Chị mở ra, chị xoay cái đầu đi đâu cũng được. Chị quay sau lưng cũng được, quay trước mặt cũng được, tùy theo cái mục đích của mình cân, mình thuận tiện mình sử dụng. Còn mình muốn di chuyển ra thì mình chỉ đẩy xuống vậy thôi, đẩy cái đâu cũng được. Quen cái gì? Cho con giấy vào anh đó. Dạ, con lấy giấy nhé. Cái khung này là khung sắt, nhưng mà sắt kẽm á chị. Sơn tĩnh điện nên cái cường sơn này nó độ bền nó cao. Còn cái này inox phải không? Dạ, cái mâm này mâm inox. Thank you.
ơn anh chị ở Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đã tin tưởng và chọn mua dòng cân điện tử ZBKI 520 chống nước, chốt số và có bánh xe di chuyển để cân heo ở trại heo gia đình của mình. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp về dòng cân chuyên để cân heo như thế này, thì anh chị hãy bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ cân tự Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sự cân điện tử anh chị nha. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.